Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn gam giải của gam la thứ. Gam giải của gam la thứ chúng ta sẽ chơi là đô mi lá và ngón tay là 1, 2, 3, 5. Bạn nào tay dài chúng ta sẽ có thể giãn hết ngón tay ở trên phím, còn bạn nào tay ngắn thì chúng ta chơi đến phím nào chúng ta giãn ngón tay đối với phím đó là được. Cô bắt đầu nhé. 1, 2. Và tay trái cũng là đô mi lá, chúng ta sẽ chơi ngón 5, 4, 2, 1. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn gam giải của gam la thứ.